Thứ hai, tư duy và cảm xúc tiêu cực. Những cái tư duy tích cực, tư duy và cảm xúc tiêu cực nó cũng sẽ làm cho chúng ta chúng ta muốn thành công. Thì chúng ta phải học cái tư duy, cái thói quen, cái hành vi của người thành công. Copy and pass là cách nhanh nhất để chúng ta có thể thành công. Bây giờ chúng ta gặp một ai đó mà cô gái trẻ đi một chiếc xe mẹ sáng trong. Ui, con bé đã từng đó tuổi mà có xe đẹp như vậy, đắt tin như vậy. Chắc là nhà bố mẹ nó giàu. Chắc là được đầy giá nuôi. Rồi chúng ta thấy một anh nào đó. Thánh niên tuổi đôi mươi. Cũng có cái món đồ gì là xã chỉ đã tiên. Ui. Chắc là nhà có điều kiện. Thằng đó chắc cũng muốn lầu gì đó. Muốn gián gì đấy. Mới có được vậy Điều gì tiêu cực như vậy. Nó sẽ làm cho chúng ta không có một cái khát vọng. Một cái ý chí. Một cái động lực. Để chúng ta chiến đấu. Thay vì vậy. Chúng ta hãy thay đổi. Thay câu hỏi. Đổi cũng đôi như vậy. Ui bạn đó giỏi quá ui sao mà bạn con trẻ bạn có thể làm được như vậy nhỉ bạn nó đã làm được cách nào nhỉ làm thế nào mình có thể làm được như bạn đó nhỉ nói xin lỗi các anh chị đi kể cả nó được bài giá báo vậy tay sao đại giá nó báo các chị đấy đừng có tưởng mình có giá nói xin lỗi đi nhiều khi ngồi trật ngửa đó mơ trời không có thằng nào chơi. vậy nó cũng phải là có tai gì đó đó có thể là tai ăn nói có thể là tai ngoài giáo có thể là tai về sáng đẹp bằng cái gì đó không biết hay nếu chúng ta làm cho mình trở nên đẹp hơn có tuyệt vời cả anh chị ai cũng thích đẹp hết đó khoan nói đến vấn đề trai gái tôi ra đường gặp những thằng đàn ông đẹp trai tôi cũng thích tôi cũng thích nhìn nó nhìn họ sáng quá nhìn họ chính trang quá nhìn họ tự tín quá mình cũng thích đẹp khác giới này càng hấp dẫn nữa đó là bình thường của cuộc sống không có gì chúng ta phải ngai ở đấy hết thế thì cái cảm xúc tiêu cực cũng vậy mỗi sáng chúng ta Ui, sếp mình thật là bất công, công việc của mình thật là chán. Mỗi sáng chúng ta mở mắt ra là uể oải như vậy. Không biết trở lên công ty làm gì. Ngày nào cũng bắt đi thị trường, muốn biết đi làm gì. Khách hàng đâu không ấy. Đó. Các, những cái, các bạn thấy không? Với cái một bộ mặt mạc nhược như vậy, không làm được việc gì hết. Năng lượng đâu mà làm. Cái gì có trong đâu thì chúng ta sẽ có trong tay. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy Cái gì có trong đâu sẽ có trong tay Chúng ta có trong đâu những cái cảm giác Những cái tư duy tích tiêu cực Thì chúng ta luôn luôn nhận được tiêu cực Chúng ta trong đâu mà tích cực Thì luôn luôn nhận được tích cực Các anh chị cứ để ý mà coi Nếu trong đâu chúng ta thích những cái Sốc sen xét thì trên tiktok, trên zalo, trên facebook chúng ta được nhận những cái thứ đó hết. Các anh chị cho nên bây giờ mình nói Chỉ cần các anh chị đưa điện thoại để cho mình một phút mình biết một tuần vừa rồi các anh chị quan tâm đến vấn đề gì Lượt trên Facebook, Facebook của bà Starter nào đó Thì sẽ có một cái quảng cáo Ví dụ các anh chị đang quan tâm đến thời trang Thì to là quảng cáo đến thời trang TikTok cũng vậy Mở một tạp Google trên điện thoại hoặc trên máy tính Là biết các anh chị đang nghĩ gì Vậy cho nên các anh chị thích đọc những cái tin mà về ly hôn rồi đánh đập nhau rồi cũng vậy toàn là những cái tin đó nó ra. Tên mạng những cái cái đó nó á ý cho mình. Nó dùng thuật toán. Nó biết mình thích cái gì, quan tâm được cái gì. Còn trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy thôi chúng ta ấy. Ví dụ như bây giờ hai đứa nhà bạn bè vào nhóm mới rủ uống cà phê. Kiếm được mấy đồng thu nhập lại phải đến nộp thuế. Thế là bạn bên cạnh ừ tao cũng phải mới phải nộp thuế thu nhập cần thế là hai đứa bắt đâu Vậy thì hãy là mình đặt cái hồi là hồi anti-phán nộp thuế thu nhập cá nhân nhé. Thì ban đầu những người cũng anti-phán nộp thuế thu nhập cá nhân nó tạo ra cái lúc đó. Nó tạo ra một cộng đồng đó. Vậy bây giờ chúng ngay chúng ta cái cụ với nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhưng bây giờ vậy thì mình hỏi ngài anh chị. Nếu các anh chị có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất thu nhập không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Và lựa chọn thứ hai là thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Hay các anh chị chọn phương án là một hay ai? Vậy các anh chị thấy không? Vậy đa nào chúng ta cũng lựa chọn Đa nào chúng ta cũng làm một việc Vậy tao sao chúng ta không lựa chọn với sự vui vẻ Làm với sự vui vẻ Vậy bây giờ chúng ta thấy ngay mai Tao mới được nộp thuế thu nhập cá nhân mấy ạ à. Đó Vậy thì lúc rồi chúng ta làm với vui vẻ đúng không? Và các vui vẻ lại có nhau nhiều tiền lại còn nộp nhiều thuế Nộp nhiều thuế, nộp thuế là đóng góp cho quê hương, cho đất nước Để xây dựng quê hương đất nước Để giúp những người nghèo có những cơ hội phát triển hơn vì đa nào chúng ta cũng phải nộp thuế Vậy tại sao chúng ta không làm một cách vui vẻ và thoải mái Vì chúng ta lựa chọn mà Nếu bây giờ các anh chị lựa chọn phương án 1 nó thu nhập thấp khỏi phải nộp thuế Thì chẳng anh chị cứ tàn tan, tàn tàn vậy Vật ra cho vậy sáng người ra đây được lý vẻ số mua khoảng trăm hai trăm tơ vẻ số Cuộc hết đường này đến về hè khác Chẳng phải nộp thuế bây giờ hết đó. đó là lựa chọn Thì chúng ta lựa chọn như thế nào là do chúng ta quyết định đi chứ Vậy thì đang nào chúng ta cũng lựa chọn Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực là như vậy Đang nào chúng ta cũng chọn thôi Thì hãy làm một cách vui vẻ Làm một cách nhiệt tình Làm đến nơi, đến chốn Người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc Mà người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công Còn lựa chọn thế nào đó là do các anh chị Thì chúng ta lựa chọn thì chúng ta phải vui với cái lựa chọn của mình Chúng ta phải làm với năng lượng 100% năng lượng Thậm chí 200% năng lượng Với cái năng lượng tích cực nhất có thể Trong công việc hàng ngày Trong cuộc sống hàng ngày Đối vợ chồng như ông vậy. Phải... Mẹ. Ông chồng đi nhậu có bứa về chạy Làm ôm tỏi lên Việc nhỏ bẻ xe ra to Làm như trời sập tới nơi ấy. Đó Mẹ nó ở cả tháng 29 ngày con lại ngày nào cũng chiều về đưa đón con 5 giờ rồi về cấm nước ngon ngang sạch sẽ giặt cả quân xa lịch cho luôn. Chẳng nói gì cả. Có bữa đi nhau với bạn bè về chạy làm ỏm luôn đúng Dẫn kiểu chạy hết cả làng này. Ấy. Hàng xóm mình qua đấy để cán ngắn. Khỏi nó đánh nhau. Đó. Nên đó là cái cách mà chúng ta phản ứng lại một vấn đề. Tích cực hay tiêu cực. Ok.